8 đám ma kỳ lạ bậc nhất trên thế giới mà bạn không tin là chúng tồn tại. Trang trí mộ và quan tài đủ màu sắc, nhảy múa cùng với quan tài. Hay là 7 năm lại quật mộ của người đã khuất và thay áo mới cho họ. Nói đến đám ma thì hẳn ai cũng hình dung với một khung cảnh buồn bã, thê lương cùng với nghi lễ đầy trang nghiêm và tôn kính. Tuy nhiên, mỗi quốc gia, mỗi vùng miền thì luôn tồn tại những phong tục, tập quán riêng biệt và tang lễ ma chay cũng không ngoại lệ. Thậm chí nhiều nơi còn tồn tại những đám ma vô cùng kỳ lạ, quái đản mà bạn sẽ không tin là chúng tồn tại đâu. Vậy thì những tang lễ kỳ dị đó được diễn ra như thế nào đây? Ngay bây giờ, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu và khám phá ngay trong video này nhé! Đầu tiên, chúng ta cùng đến với đám tang trong tư thế như đang sống. Mở đầu cho video ngày hôm nay chính là những đám tang không thể độc đáo hơn khi mà tại đây người chết không nằm trong quan tài mà bật dậy, ngồi giữa nhà như những người sống vậy, gây không ít hoang mang hoảng sợ cho những người đi phúng viếng. Và cụ thể, một người đàn ông có tên là Fernando de Jesus de Bento bị bắn chết và di nguyện cuối cùng của anh ta là được ngồi trong đám tang của mình, tay cầm điếu thuốc và mắt mở to. Và những hình ảnh các bạn đang nhìn thấy trên màn hình chính là anh Beto đã được ướp lạnh, ngồi yên trên ghế, mở mắt như đang quan sát mọi người có mặt trong đám tang của mình ở Puerto Rico. Tương tự, vì muốn mẹ mình vẫn còn sống mãi, nên cô con gái của người mẹ 53 tuổi này đã quyết định làm một bữa tiệc vui vẻ và đặt mẹ mình ngồi trong bàn tiệc, trở thành nhân vật chính của bữa tiệc, chứ không để mẹ nằm mãi trong quan tài. Hay như trường hợp của tay đua David Morales với tình yêu bất diệt với những chiếc mô tô phân khối lớn. Sau khi mất, anh đã được cosplay với tư thế đang phi lướt gió mô tô ngầu như trái bầu luôn. Và các bạn cảm thấy như thế nào với những đám tang độc lạ có 102 này? Nhớ comment cảm nhận xuống phần bình luận phía bên dưới nhé! Và tiếp theo, hãy cùng khám phá một lễ hội bao vui, bao hoành tráng dành riêng cho những người đã khuất luôn. Thứ hai, lễ hội ma. Các bạn thân mến, Madagascar là một quốc gia vùng Đông Phi, có cư dân chủ yếu là người Merina và người dân nơi đây tin rằng chết không phải là hết mà là khởi đầu trong cuộc sống mới thứ hai. Nên nếu cho cốt chưa phân hủy hoàn toàn, người chết vẫn chưa biến mất vĩnh viễn mà vẫn còn có thể giao tiếp với những người sống. Và cứ 5 đến 7 năm một lần, người Merina lại tưng bừng chuẩn bị cho lễ hội Famadihana hay còn gọi là lễ hội ma, để thể hiện tình yêu thương, kính trọng với tổ tiên. Cụ thể, trong những ngày diễn ra lễ hội ma Famadihana, các hoạt động biểu diễn, vui chơi, tụ tập, ăn uống diễn ra rất sôi nổi. Đặc biệt, những người trong nhà sẽ đào lên những hài cốt của ông cha chưa bị phân hủy và bày tỏ tình yêu thương, tôn kính bằng việc thay quần áo, tân trang lại quan tài và cùng người đã khuất nhảy múa, chụp ảnh. Sau đó mới chôn cất lại ở một ngôi nhà mới khang trang hơn. Trên thực tế, việc tổ chức nghi lễ ma Famadihana cũng khá tốn kém vì gia đình sẽ phải chuẩn bị rất nhiều việc, bao gồm các bữa ăn thịnh soạn cho khách mời và trang phục cho cả người đang sống và người chết. Thậm chí, số tiền dùng để xây cất tân trang lại mộ tổ còn nhiều hơn vào tiền xây nhà ở luôn, nên là một số người nghèo phải tiết kiệm trong mấy năm trời mới có đủ tiền xây mộ cho người thân. Rồi sau đó lại tổ chức thêm nghi lễ Famadihana cho người đã khuất theo đúng truyền thống. Vui thì cũng vui đấy, nhưng mà tốn kém ghê các bạn ạ. Nhưng mà chưa hết đâu nha, tiếp theo là một truyền thống vô cùng độc đáo nhưng không phải ai cũng dám thực hiện đâu. Thứ ba, tự ướp xác. Các bạn thân mến, nếu như xưa kia Ai Cập cổ đại là cái nôi phát minh ra thuật ướp xác giúp bảo quản thi thể tốt nhất, thì ngày nay Nhật Bản cũng không hề kém cạnh khi phát triển bộ môn tự ướp xác luôn cho nó ngầu. Cụ thể, vào khoảng thế kỷ thứ 9, một nhà sư có tên là Kukai tự ướp xác mình trong một ngôi chùa trên núi Koya thuộc tỉnh Wakayama và sáng lập ra nghi thức tự ướp xác Sukushin Bustu. Quá trình này bắt đầu từ việc ăn kiêng các loại hạt, quả và lá cây cùng với các hoạt động thể dục khắt khe để tiêu hết mỡ thừa và nước của cơ thể. Tiếp theo, để khởi động quá trình ướp xác, các nhà sư chui vào một lăng mộ nhỏ để xây dựng riêng cho mình và ngồi trong tư thế thiền, không ăn, không uống. Đến ngày tạ thế, lăng mộ sẽ được niêm phong trong 1.000 ngày. Nếu như đến khi mở ra, thi thể vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu phân hủy, thì nhà sư đó đã đạt đến cảnh giới Sukushin Butsu và được đặt xác tại nơi trang trọng nhất trong chùa và thờ như một vị Phật sống. Còn nếu không thành công, thân xác của nhà sư sẽ được chôn vùi trong sự trọng vọng lớn nhất vì hành động quyền thần. Và theo một số thông tin mình hóng hớt được thì có hàng trăm nhà sư tự ướp xác thì mới chỉ có 28 người thành công, nên phương pháp này cũng chỉ được duy trì đến khoảng thế kỷ thứ 19 mà thôi. Mà cũng phải, khó thế thì ai mà làm nổi cơ chứ. Nhịn ăn, nhịn uống đến mấy ngày thì được, chứ nhịn cả tháng, cả năm thế kia thì thôi mình chịu. Và tiếp theo là một đám tang siêu độc, đảm bảo các bạn sẽ thích mê cho mà xem. Thứ tư, những chiếc quan tài đặc biệt. Các bạn ạ, trong khi hầu hết các đám tang trên thế giới thường diễn ra trong bầu không khí trầm lắng, tang thương, thì tại Ghana, châu Phi, không khí này có vẻ phấn khởi hơn nhờ những chiếc quan tài độc lạ này. Theo đó, người Ghana tin rằng sau khi qua đời, người quá cố sẽ có một cuộc sống mới ở thế giới khác và sẽ tiếp tục nghề nghiệp của mình ở thế giới bên kia.
nên những chiếc quan tài sẽ phản ánh ước mơ, sở thích, tính cách trước kia của những người đã khuất. Từ nàng tiên cá, sư tử, chó, mèo cho đến phương tiện hiện đại như xe hơi, máy bay, v.v. Tất cả những thứ gì gia chủ muốn các thợ mộc và những tay nghề cực kỳ điêu luyện này đều có thể làm được. Nhưng mà tiền nào của đấy nhá, yêu cầu càng cầu kỳ thì giá thành sẽ càng cao. Xương xương mỗi chiếc quan tài sẽ có giá lên đến vài chục cho đến vài trăm triệu luôn. Mà không chỉ có vậy đâu nha, giá thành của mỗi đám tang nơi đây đôi khi có thể lên đến vài chục tỷ. Bởi vì người ta coi ngày này còn vui hơn cả đám cưới cơ mà. Không tin đúng không? Qua phần 6 thì sẽ rõ. Thứ 5, khiêu vũ với quan tài. Nhìn đến đây thì hẳn ai cũng đều nhận ra vũ điệu nhảy nhót cùng quan tài này. Và nguồn gốc của điệu nhảy bá đạo này chính là bắt nguồn từ một văn hóa rất lạ của người châu Phi đấy nhá. Theo mình biết thì tại quốc gia Tây Phi Ghana vẫn đang duy trì truyền thống kỳ lạ này đấy. Cụ thể, thay vì sự thương tiếc, đau buồn, người dân nơi đây coi việc tiễn đưa người quá cố là một sự kiện vui hơn cả đám cưới. Theo họ, cái chết không phải là kết thúc của sự sống, mà đối với người đã mất, chết là bắt đầu một cuộc sống mới theo một cách thú vị khác. Nên, đã là ngày vui thì phải ăn mừng liên tục trong 5 ngày, từ thứ 5 cho đến thứ 2 của tuần sau. Và gia chủ phải thuê thêm các anh Faberia Dance hay đội khiêng vác quan tài và đặt lên vai rồi nhảy múa tưng bừng cho bà con làng xóm đến chung vui. Chưa kể, nhà nào mà ăn chơi thì bonus thêm quả combo quan tài với đầy đủ hình thù lạ mắt, rực rỡ như là phần 5 mình đã giới thiệu. Chà chà, cứ phải gọi là oách nhất thế giới luôn. Thế này thì không có gì khó hiểu khi mà Ghana thường chi rất mạnh tay cho những dịp như thế này, thậm chí còn tốn kém hơn cả tiền đám cưới. Sương sương là cứ bay nhẹ 300 đến 400 triệu như trời. Hay, chi tiền mạnh đấy, nhưng mà xét về mức độ ăn chơi thì đám tang sau đây mới là đỉnh của chóp đây này. Thứ 6, ngày hội đám tang. Ui, sống đến mấy chục nồi bánh chưng rồi mà lần đầu tiên mình mới nghe đến lễ hội lạ lùng như thế này đấy. Và các bạn biết không, đối với người Toraja sống ở phía nam của Indonesia, sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là khi chào đời, ngày sinh nhật hay là lễ thành hôn, mà đó chính là cái chết. Họ xem cái chết như là một cách bước vào thiên đường, tìm một thế giới mới, giàu có hơn và tốt hơn thế giới hiện tại. Vì thế, họ rất coi trọng các nghi thức tang lễ và có truyền thống tổ chức nó như một lễ hội. Nào là mổ trâu, mổ bò, tụ tập ăn uống tưng bừng, rồi thi nhảy múa, hát ca xuyên ngày xuyên đêm. Thậm chí với những người có chức, có quyền thuộc giới thượng lưu sau khi chết, còn được người nhà mở tiệc khoảng 100 con bò luôn đấy chứ. Và sau cùng, khi các nghi lễ tiễn đưa người quá cố sang thế giới bên kia được thực hiện đầy đủ, thì gia đình mới được mai táng thi thể trong một ngôi mộ, hang động hoặc treo quan tài trên vách đá. Mà thấy bảo đám tang càng lớn thì càng chứng tỏ người quá cố có cuộc sống tốt đẹp, nên cũng không quá bất ngờ khi mỗi đám tang kể trên bốn nhẹ 2 tỷ rupiah, tức là khoảng 3 tỷ Việt Nam đồng. Và đây thực sự là một con số rất khủng khiếp so với mức thu nhập chỉ có 5,5 đô la trên một ngày của người dân Toraja, nên cũng không có ít trường hợp gia đình nghèo khó phải kéo dài thời gian mai táng từ một tháng cho đến nhiều năm để dành dụm đủ tiền mở hội mới được chôn cất. Hey, nghĩ mà cũng khổ ghê cơ. Và tiếp theo là một phong tục cũng độc đáo không kém, mọi người hãy cùng mình khám phá nha. Thứ 7, đám tang kim cương. Ái chà, nghe sương sương cái tên đã thấy toàn mùi tiền rồi đấy các bạn ơi. Và như chúng ta đã biết thì kim cương không chỉ là món đồ trang sức quý giá mà còn là biểu tượng của sự vĩnh cửu và xuất phát từ ý nghĩa tốt đẹp này. Công ty Argo Danja của Thụy Sĩ đã phát triển dịch vụ sản xuất kim cương từ tro cốt của người đã khuất. Theo đó, trong cơ thể người có 20% là carbon và lượng carbon thu được khi thiêu xác sẽ làm sạch rồi đưa vào phòng thí nghiệm để tinh chế. Trong điều kiện áp suất và nhiệt độ lớn, người ta sẽ thu được một dạng tinh thể lấp lánh như kim cương. Và người dân có thể dùng nó làm nhẫn hoặc dây chuyền để đeo bên mình. Ước tính giá thành cho dịch vụ này dao động trong khoảng 5.000 cho tới 22.000 đô, tức là khoảng 500 triệu đồng. Tùy thuộc vào độ lớn của viên kim cương mà khách hàng mong muốn. Và một điểm độc lạ ở dịch vụ này đó là vì không giống như tro cốt, lâu dần thì cũng hóa hư vô, những kim cương thì lại trường tồn theo thời gian, dễ truyền từ đời này qua đời khác. Và con người hoàn toàn có thể lưu giữ những tình cảm, kỷ niệm tốt đẹp dành cho người thân yêu, không may qua đời, bằng một món đồ trang sức đắt giá tuyệt vời và hiện hữu ngay trước mặt họ. Kể ra thì cũng có ý nghĩa đấy. Và cuối cùng là một nghi thức an táng cũng độc lạ không kém đâu. Thứ 8, huyền táng. Các bạn đã bao giờ chứng kiến những ngôi mộ treo leo, lơ lửng trên những vách đá thẳng đứng như thế này hay chưa? Đó là một trong những hình thức an táng cổ xưa thường xuất hiện ở một số vùng nông thôn của Philippines và Trung Quốc. Tương truyền, con người sau khi mất thì cần được đặt trong những cỗ quan tài gỗ và đóng đinh hoặc treo lên vách núi cao để linh hồn người đã khuất sẽ về gần với tổ tiên hơn. Chưa kể, quan tài được huyền táng ở những nơi hiểm trở sẽ không bị ai phá hoại, không bị ngấm nước, không bị thối rữa, thi thể người chết sẽ được bảo lưu mãi mãi. Đặc biệt, nơi đây thích hợp để linh hồn yên nghỉ, cũng có thể ngắm nhìn trời xanh, sông núi và cách biệt với sự ồn ào của dân gian. Và các bạn cảm thấy thế nào về kiểu tang lễ kỳ lạ như thế này? Thì nhớ comment ngay ý kiến cho mình biết nhé!
Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá về 8 đám ma vô cùng kỳ quái và quái đản mà chúng ta không thể tin là tồn tại. Các bạn cảm thấy ấn tượng với đám ma nào nhất thì hãy đừng quên comment, bày tỏ quan điểm và suy nghĩ cho mình biết nhé. Nếu thích video thì hãy dành tặng cho chúng mình một like, đồng thời nhấn follow fanpage để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và thú vị mỗi ngày nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.